Bao trời New York, xin chào cả nhà. Bây giờ Bao trời New York xin hướng dẫn đi làm cái món bao tử chiên tiêu nha. Bây giờ mình bao tử này mua ở chợ Phú Tàu nè. Bây giờ mình chia sẻ. Bây giờ trước tiên mình bắt cái chảo lên, rồi mình lại đổ muối vô nha. Đổ chừng nửa rau muối này nè, đổ chừng chén không để mình lượng chút thôi, nói mà không có lượng đó. Để lượng thấy rõ hơn nữa, tại vì không có ai cầm máy cho mình hết, nó ngủ đi dọn hết trơn rồi, đâu có ai cầm máy cho mình. Bây giờ bà trời nó gớt chỉ là mình ăn thôi, không cũng như bầu trời nó rất là ngon, cả nhà cũng như tham khảo nè. Đó, cũng như một chén muối đi nha. Chén muối đi. Chén muối á, tức là 400ml muối nha. Nên mình rang này nè cả nhà. Rang hoài cho nó nóng lên. Nè, mình bỏ muối vô nè. Nè, cả nhà xem nha. Các bạn thấy không? Nè. Đó, muối nè. Mình cứ sơ hoài, mình cứ sơ hoài, sơ cho mình muối nó nóng, mình bóc lên mình thử cái hộp á, cũng như làm lấy lên cái bổ mình cho nó nóng á, hay là nó nổ, ví dụ muối hộp để nổ mà muối này đâu có nổ, nếu muối hộp thì cũng được, vậy nha, mình xài muối hộp thì cũng được chứ. Tại này là ở Việt Nam mình xài muối hộp, tại đây mình không có ra tiệm tân đến hơn mua, nó rẻ đó nha cả nhà. Tại vì vậy đó. Thấy mặc áo đỏ ha. Tại vì biết cái áo này là cậu mà Út tặng á. Em trai mình á, hai chồng Quỳnh Kiến Thiện với Quách Mỹ Châu á mua tặng mình hồi năm ngoái nè. Hồi lúc chưa dịch lại đi thăm á. Rồi cái mình không có mặc. Bây giờ thôi bữa nay sẵn ngày Tết tới rồi, thay pháo đi. Thì mặc luôn cho nó. Khi nào cháu ơi cậu Út có thấy nó chế mình cũng có mặc áo mình cho mình tặng. Nha chứ. Nó nghe Mỹ thì bên Mỹ này. Rồi đó mình mới vừa quá ra cho mình thấy là mặc mấy bà già mà ở băng bự lắm á, mình lớn tuổi rồi đánh được tuổi. Cái chị bạn ngồi kế bên chị nói bà Giang mà biết không, ở Mỹ này 80 tuổi rồi mặc cái áo bông cũng không sao, mặc đồ đỏ gì cũng sao, tại vì Mỹ là tự do mà thích là được. Mình mới nhớ lại cái câu của cho thích nào thích thì được, miễn vui là được. Vậy đó, mình ra mình như ta nói ra nhập gia tùy tục. mình ra mình nhấp ba nồng nước sôi hết trơn đó cả nhà, nãy mình cho nhà xem đó. À, mình lần lần đó phải mất tiền ra là nó nóng rồi, tại vì muối này nó không có nổ, chỉ có muối kia nó nổ thôi, muối này nó nổ. Mấy mình đứng bên đây gì được không, chắc được rồi ha. Giờ mình lấy một cái nha, một cái mình làm gì trước nè cả nhà xem nha. Nè, thả vô, thả vô cái mình bẫy. Tại vì bà trời nó lớn hòa đó là con cưng á, nó xài tay trái trong mình không có ai sửa, chỉ có cầm đũa là mặt, cầm mũ con tay trái nha, cầm dao tay trái. Còn giờ đó đi ăn cơm, đi ở nhà ở ăn cơm tháng học mai á, đừng ăn mà chờ ngược con dán tập, chứ đi học mai đó đi kéo thì cầm tay nào, cầm hai tay thôi. Tại vì cái kéo đó, thì nó là mình nếu mình cầm tay trái thì không cần mình kéo nữa, nhiều khi mình không có kéo mình phải tập mà cầm, thành ra mình hai tay làm được hết. Như là mình được cái lò lớn này, làm cái nóng nè, cái nhỏ kia không đó, đấy cái thiệt là nhiều lắm. Mình cứ làm vậy hoài, làm tiếp tục làm vậy hoài đó. Mình làm xong rồi đó là mình cái muối này là bỏ, mình làm muối mới, tại vì này nó ướt rồi, nó hút cái nhớt cái nó ướt rồi. Để đi, muối rẻ mà, cũng như là muối rẻ mà mình xài nó phí chút không sao, này để nó mình có đồ ngon ăn được rồi. Cái này đây mình làm để vào trời lên nước làm một cái mình trước cho cả nhà xem cái nha. Cái mẫu á, cái mẫu ở nhà xem á,
mở hút cái nói chuyện không nghe, tôi kể á, mở mở cửa này đi coi. Mở hút cái nói chuyện không nghe. Hãy con với ở trong ông cầm cái máy quay cho ống chút coi. Đi chuyện. Nó đi làm. Ở trong cầm cái máy này quay chút. Mới thấy rõ không? Xem nha. Nè, nó gì là mình đem lên mình thả qua cái nồi kia này, đây đâu, thấy rõ không? Nè, nó gì nè. Đó nó vậy á. Là mình tắt lửa mình đem qua đó rồi mình bỏ muối mình làm muối khác. Nó vậy đó. Ừ. Vậy ha. Rồi. Mình tắt lửa nè, đó, tắt lửa. Cái mình đem qua thả vào cái nồi nước sôi bên đây. Rồi cho mình lát mình đem đi, đem ra mình mới cạo. Đó, mình thả qua đó mình trụng cái. Mình làm một cái trước cho cả nhà xem rồi rồi mình sẽ làm mấy cái tiếp theo sau á, nó không có thời gian dài á nha. Để qua bên nước bên này, để qua đây mình ở đây mình nè, mình mua con mua ở đây 5 cái này, nó nhỏ hơn 5 cái mình bỏ mua 16 đồng 71 sen nè, 71 sen nè, một phao 2 đồng 99 ở đây nó bán, còn ở Phú Tàu bỏ mình mua 3 đồng mấy. Bỏ mình mua 26 đồng mấy. Bắt đây nè. Bây giờ hoài lấy cái thao đây nè. Nước em qua mình rửa, mình cạo đó. Mình cạo rửa. Rửa cái mình xong rồi cái mình lộn trở lại đó cả nhà. Cái có thấy rõ không nữa hay là ụp nó xuống chút xíu mới thấy rõ. Cái nước này nè. Cái này mình làm một thao nước kia nè. Cái này mình làm thôi. Cũng là ánh sáng dữ vậy. Thao nước này. Ngã thao nước này cái mình đem xuống. Ngã tới mình đem xuống. Cái mình lấy dao mình cạo nó. Cạo nó. Bây giờ cái này á, mình đã trụng mình dài sát như vậy rồi đó cả nhà. Mình dài sát như vậy rồi là nó cũng như là nó đi được cái này không đó. Nó dẫn chút nữa ngã. Dài sát như vậy đó. Nó bám theo cái muối nó mới ướt á, mình mới bỏ muối á, mình làm muối mới là giữ á, muối khô dũng nó mua cái này nó bị nó cắt cái đâu cái thứ rồi cái mỏ nó cắt lên rồi tự này nó ăn gian quá kia nó bán rẻ nè cả nhà biết không. À, cái ngày đó phải có một cái đầu của bà tử á, vậy là mai mốt không lên mua đi nữa, đi ra cái chỗ bỏ mua. Cái này nó cắt nè cả nhà coi nè, cho mình chỉ ăn là ăn nhờ cái nấm bà tử nó cuốn nó ngon á. Là nó cắt luôn, nó bị mua nó lấy luôn rồi. Nó lấy cái cuốn bà tử rồi. Nó gian quá. Nó biết cái đó ngon á. Bà tử thì cái đó nó dày. Rồi nha. Xong rồi cái cảnh hữu sao. Cái bà từ cây nó mới lộn trở lại á. Cái này nó cắt mẹ lấy hết trơn nè. Nè mình hết lấy kéo đem lấy gì kéo hết bỏ mấy cái gì? Mở rồi hết bỏ hết tại vì nó ngày bên đây thì không phải ăn ở Việt Nam thì ăn ở đó lấy sớm mà ống nó để lợi sinh nha, sinh ăn đem về đang thắng nha, thắng mở thì ăn ở đó mới nấu tiệc á. Xong rồi cái nè cầm kéo tay trái lên mặt bên này đi, cầm tay trái nè cả nhà xem nè. Cái mình cái muối này nè cái mình tha ở bên trong á.
mình lộn lại rồi nè, mình tha nó bên trong, tha cái trong cái bao tử nè, mình sát nó trong bao tử nè cho nó ra cái chất dơ. Xong rồi cái mình trụng nước sôi nữa nha, trụng nước sôi lần nữa nha. Cả nhà xem nha. Nè, trụng nước sôi lần mình cái này là mình qua cái nồi thứ nhì, cái nồi này thứ nhất mình trụng cái lúc mình xào qua cái nồi thứ nhì nè, nha nè. Nè, cái này là nồi thứ nhì. Thứ nhì xong rồi đó, là mình qua nồi thứ ba. Đó. Đó, qua nồi thứ ba. Mình chỉ trụng thôi à. Đó. Thấy rồi. Cái mình trụng xong rồi phải không, cái mình mới đem trở qua mình lộn trở lại, mình đem ra ngoài này mình rửa mình lộn trở lại nha cả nhà, lộn trở lại rồi mình mới trụng qua nồi thứ ba. Đây tiếng đồ hứng này, cầm cái trái và cầm cái mặt làm nó không mạnh bằng, tại vì mình quen cái trái đó. Giờ mình trở lại, mình làm ngay cái mình làm rồi nặng mình bỏ vào nước đó. Cái này nó lấy cái nấm rồi nó mài giá quá, nó lấy cái nấm rồi nó mở bà rộng tè bè ở trên, không có bản như bà hỏi mình cái lỗ nhỏ. Việt Nam mình thì không có thấy bà tử tốt lắm, Việt Nam mình đó heo làm bà tử tốt lắm cả nhà. Làm bơ tử, xem bơ tử là tốt lắm, mà nguyên si ở Việt Nam mình ăn ngon là vậy, bên em bằng đâu, nhưng mà không có thì cũng ăn đại thôi, nhưng mà tạm tạm thôi. Việt Nam chỉ thèm về ướt nào về vậy ha. Để mình để qua bên cái nồi thứ ba. Bỏ vô cái nồi thứ ba nè, cái nồi nước thứ ba, cái nồi này là quyết định rồi đó, vậy đó. Cái nồi này là không còn trụng nữa, nồi là tôi bỏ vô nồi súp rồi, nồi lát rồi mình bỏ vô nồi súp hầm rồi đó. Đó, cả nhà thấy không? Đó, vậy đó. Nó tóm lại là vậy đó. Rồi, một lát là bốn cái tiếp theo thì cũng được trang vậy luôn nha. Đó, là mình chỉ chuẩn người đem lên luôn nè, đó, là mình làm lát mình làm bốn cái tiếp theo luôn đó. Cái nhà xem nè, thấy mới thấy rồi đó nè, cái này nè, mình là nước thứ ba rồi đó, mình chuẩn sơ lên cái rồi cái mình đem lên nè, mình lát mình bỏ tiêu á, tiêu với tỏi, lát mình đó mình làm mình về hướng dẫn cho cả nhà chia sẻ đó nha. Bây giờ mình xin tạm ngưng chút xíu rồi mình sẽ quay trở lại nha cả nhà. Như là cảm ơn cả nhà, đại gia đình, anh chị em, các cháu á, thời gian qua đó như là ủng hộ Bầu Trời Tiêu Dốt, cũng như subscribe, like, share, comment, đăng ký vậy đó. Nhà mình rất cảm ơn, cũng như nhắc nhở bạn già mình á, khi nào đăng ký rồi thì mình bị ưu qua nhóm mình á, thấy cái chữ đen mà đăng ký subscribe nó đen thì thôi đừng có chấm nữa nha, nếu chữ đỏ nó chấm, còn chữ đen thì chấm, tại vì mình đăng ký rồi mình chỉ chấm cái like vậy nè. Với bình luận thôi cho vui. Bây giờ để mình xin phép mà mình sẽ làm thêm bốn cái tiếp tục nữa, tiếp tục xong rồi thì nó cũng giống vậy đó, xong rồi mình mới tiêu tỏi rồi mình sẽ chia sẻ thêm nữa cho cả nhà xem nhé, cho nó để ra cái nồi nước súp á, làm một lượt luôn nhé. Cảm ơn cả nhà rồi, để mình còn phải một chút được cái mình hướng dẫn cái thú lưng nó cũng từ từ vậy. Cảm ơn chị, chút xíu mình quay lại.